Xin chào các bạn, mình là Neo Cường Phạm và hôm nay mình sẽ có một clip rất thú vị về sơn mô hình Gundam. Clip trước Neo đã giới thiệu tới các bạn Wing Gundam Zero Honu. Nếu các bạn muốn biết tất cả các chi tiết về em này thì có thể xem cái bài review. Mình sẽ để cái link cái bài review ở đây nhé. Còn nếu các bạn quan tâm mình sẽ sơn custom em Wing Honu này như nào thì chúng ta không chờ đợi lâu nữa, hãy bắt đầu thôi nhé. Orewa Gundam Diku Hajimemashou. Hey, đây là tất cả các part Neo sẽ đem đi sơn. Có thể có bạn sẽ hỏi thắc mắc là tại sao lại phải lắp ráp một con Gundam vào, sau đó lại phải bóc tách nó ra làm cái gì nữa? Thế tại sao không cắt từ runner sau đó thì sơn rồi mới ráp, có phải là đỡ được một công đoạn ráp không? Đó cũng là một cách làm. Có bạn sẽ lại nghĩ là ông này có khi lại bôi thêm một clip nữa để tăng thêm người xem đây mà. Thì có thể đó cũng là một ý kiến, nhưng mà về nguyên nhân thì đầu tiên khi chúng ta lắp một con hoàn chỉnh thì mình sẽ có được một cái sự nhìn bao quát và hình dung được là con Gundam đó sẽ như thế nào và các phần muốn sơn lên nó sẽ như thế nào. Có nhiều part mình sẽ lắp luôn được vào như thế này, không phải là tách ra hai part nữa. Nhiều part thì nó sẽ nhiều chi tiết hơn, ví dụ như là part này chẳng hạn này, nó có ghép hẳn mấy chi tiết vào. Part này cũng thế này, chúng ta lắp trước được. Thế là cái cánh này nó gồm đến 3-4 chi tiết cơ, nhưng mà mình đã lắp được thành một mảng như thế này thì đến khi sơn thì mình chỉ phải kẹp và sơn cả một cái part to như thế này thôi, mình sẽ không phải sơn những cái part quá bé nữa, thì nó sẽ vừa tiết kiệm sơn và tiết kiệm que kẹp cũng như tiết kiệm được thời gian cho chúng ta hơn rất là nhiều, phải không? Có rất nhiều part là mình đã ghép được vào thành mảng lớn như thế này thì lúc sơn thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Cái phương pháp này mình thấy là hợp lý hơn khá là nhiều so với cái việc mà chúng ta sẽ sơn tất cả các part nhỏ rồi sau đó mới lắp ghép lại với nhau. Đây là những cái part màu trắng, màu ghi và màu đỏ Neo sẽ sơn, và những cái part clear này chẳng hạn thì mình sẽ không phải sơn tới, thì mình sẽ bỏ qua một bên. Bây giờ thì mình sẽ kẹp lên các que kẹp cá sấu để chuẩn bị đi sơn nhé. Với các part chuẩn bị đi sơn như thế này thì chúng ta có thể xử lý lại cái phần ghẻ. Nếu mà lúc mà trước đây mình ráp ấy mà mình chưa xử lý hết ghẻ thì đây là cái bước mà chúng ta sẽ xử lý lại thêm một lần nữa để cho nó chắc chắn. Thì chúng ta có thể dùng dao trổ này hoặc là dùng giấy nhám xử lý lại thêm một lần nữa tất cả các part mà chúng ta thấy là nó vẫn còn bị ghẻ, để đảm bảo là sau khi sơn xong thì chúng ta sẽ không thấy bị lộ quá nhiều ghẻ nữa. Đó, sau đó thì part này chúng ta hãy dùng cái loại giấy trà nhám loại mịn ấy, thì đánh đi một lượt như thế này thì sẽ làm cho bề mặt của nó ráp hơn một chút, không làm xước cái bề mặt nhưng mà nó sẽ không còn cái độ láng bóng mịn nữa, thì như thế thì cái sơn nó sẽ bám hơn lên. Và sau đó thì chúng ta hãy dùng một cái khăn ẩm và lau sạch sẽ tất cả các part. Nếu mà các bạn có thời gian thì các bạn có thể đi rửa tất cả các part này bằng xà phòng, xà bông hay xà gì cũng được, còn mình không có nhiều thời gian lắm, mình sẽ dùng cái khăn ẩm một chút để làm vệ sinh sạch hết tất cả các part. Thank you.
Các bạn ơi, Neo đã hoàn thành xong việc lắp ráp cho em Wing Gundam Zero Honu này rồi. Đây là kết quả cuối cùng, vẫn là Wing Gundam Honu
với tông màu chủ đạo là trắng đỏ, nhưng mà đã có một sự nâng cấp cực kỳ đáng kể luôn. Bây giờ em nó hoành tráng hơn rất là nhiều, vẫn dựa trên tông màu trắng đỏ cơ bản của em đó, nhưng đã điểm xuyết thêm rất là nhiều chi tiết. Với em Gundam này thì mình đã phải sử dụng khá là nhiều kỹ thuật khác nhau để áp dụng, và thực sự con Gundam này có rất là nhiều tiềm năng để mà phát triển lên khi chúng ta có thể độ custom được rất là nhiều thứ với nó. Về màu sắc thì Neo đã thay đổi sơn màu đỏ metallic, màu trắng thì ở đây là mình sơn màu trắng ngọc trai, và một số chi tiết thì Neo đã sơn lại thành màu vàng gold, như là ở phần sừng này Neo đã sơn lại vàng gold, phần ngực này đã sơn lại thành màu vàng gold để cho nó có sự tách biệt hơn. Ở chi tiết ở chân này nữa cũng được mình sơn lại. Phía đằng sau thì một số part trước đây màu trắng thì Neo đã sơn lại màu vàng gold, và các chi tiết màu đen thì mình sơn màu kim loại. Chỉ đáng tiếc là cái phần cẳng chân của nó, Neo phải thừa nhận là lần này thì Neo đã hơi là thất bại ở trong phần sơn và custom lại cái phần cẳng chân này. Tại vì phần cẳng chân này nó là một part trắng, và mình muốn sơn riêng cái phần sơn riêng một phần là màu đỏ thôi. Vì thế mình đã sử dụng phương pháp là masking để phân tách, để part này có thể phân tách ra thêm màu, nhưng mà nó khá là fail. Thực sự là cái việc mà masking nó cũng là việc rất là khó, và mình đã nhận được một bài học khá tệ khi sơn em này. Thôi đành phải chấp nhận thôi, có gì dùng đấy vậy. Mặc dù là không hài lòng về phần chân lắm, nhưng mà những cái phần khác, về phần từ thân trở lên thì Neo cực kỳ hài lòng. Một số chi tiết thì đã được Neo khắc thêm lằn chìm để tăng thêm độ chi tiết cho nó, nếu mà các bạn để ý kỹ những cái vị trí ở những cái chỗ như thế này chẳng hạn, như là ở cánh tay hoặc là ở đùi này đã cũng được Neo khắc lằn chìm, hoặc là ở phần váy sau này hoặc là ở phần khiên cũng được Neo khắc thêm lằn chìm cho nó để tăng thêm chi tiết cho part này. Kỹ thuật khác như thế nào thì những cái video khác Neo sẽ hướng dẫn nhé. Và mình còn cho nó thêm các đề can nước nữa để thêm những cái chi tiết nhỏ nhưng mà làm cho nó trông thực tế hơn rất nhiều. Và một số đề can nước Neo lấy được từ bộ của con Gundam Wing nên là nhìn khá hợp với con này luôn. Hai khẩu súng thì được Neo sơn lại thành màu bạc kim loại, và có dán thêm một chút decal sticker có sẵn ở trong bộ của con này để tăng thêm độ chi tiết cho nó. Về những chai sơn mà Neo đã sử dụng thì đây. Đây là những chai sơn mà Neo đã dùng cho em Wing Gundam này. Để sơn được màu đỏ metallic thì mình đã sử dụng 3 chai sơn này. Sơn lót đầu là dùng A210 là chai black màu đen bóng, thì nó sẽ khiến cho bề mặt của nó bóng lên. Sau đó thì Neo sử dụng chai A228 là màu gold. Màu này thì nó sẽ nóng hơn là cái màu A400 một chút. Và cuối cùng là Neo sử dụng chai A001 là màu candy red, nó giống như kiểu màu đỏ clear ấy, để sơn lên. Còn những cái part màu trắng thì Neo đã dùng chai của Samurai là H196. Chai này là màu trắng ngọc trai. Neo muốn thử nghiệm một cái màu trắng khác chứ không muốn sử dụng màu trắng của nhựa nữa. Với màu trắng ngọc trai này thì Neo thấy nó tạo thành màu trắng có ánh nhũ và óng ánh lên cũng tương đối đẹp, mặc dù là chưa có cảm giác về ngọc trai nhiều lắm, gọi là tạm chấp nhận được thôi. Và những cái part ở khớp hay là ở xung quanh mà có màu ghi hoặc màu đen thì Neo sẽ dùng chai Samurai là Y124 là màu bạc lấp lánh, mình gọi là màu bạc kim loại đấy, tạo cho các phụ kiện có một màu giống như màu kim loại thực. Ok, vậy là kết thúc cái bài chia sẻ của Neo về sơn mô hình. Nếu mà các bạn nhận được điều gì mới từ clip, đừng ngại cho Neo một like, subscribe kênh của mình để mình có thêm nhiều động lực để làm nhiều video về Gundam nữa nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Hey, arigato.